chào bạn. Rất vui mừng được chào đón bạn trở lại khóa học làm rau câu online của Huyền Đào với chủ đề Tết truyền thống của người Việt Nam. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, Huyền Đào cũng sẽ giống như các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau tất bật với những nguyên liệu như là măng nghiến, lá dong, thịt lợn, giò thủ để chuẩn bị cho một cái Tết vui vẻ và đoàn viên bên gia đình mình, đúng không ạ? Nhưng các bạn nghĩ sao nếu như Tết năm nay chúng ta thêm vào chỗ nguyên liệu đó một chút xíu thạch rau câu? Huyền Đào tin rằng sau những bữa ăn gia đình cùng với ông bà, cha mẹ, họ hàng và khách khứa với những món truyền thống thịt mỡ dưa hành thì mọi người sẽ rất là hài lòng và bất ngờ với những món tráng miệng được làm từ thạch rau câu và mix giữa những loại hoa quả tươi ngon. Trong khóa học này, Huyền Đào sẽ hướng dẫn các bạn 5 loại hình cho bánh thạch rau câu. Trong đó có 3 loại tạo hình 3D và 2 loại tạo hình 4D. Với 5 loại tạo hình này thì chắc chắn Huyền Đào tin là sẽ đủ để cho các bạn thể hiện sự khéo léo, nữ công gia chánh của mình trong dịp Tết đến xuân về. Ngoài ra các bạn hoàn toàn có thể tạo hình những chiếc bánh như thế này để mang biếu, tặng hoặc thậm chí là kinh doanh. Bên cạnh những kỹ thuật mà chúng ta sẽ được làm để hoàn thiện 3 chiếc bánh thạch 3D và 2 chiếc bánh hoa nổi 4D thì Huyền Đào sẽ hướng dẫn các bạn một kỹ thuật mới, một cách làm mới để trang trí cho bánh rau câu 4D mà chưa có ở bất cứ một khóa học nào trước đây của Huyền Đào. Đó là cách làm jelly cream. Chúng ta thường hay gọi một cách đơn giản đó là kem bột bắp. Kem bột bắp này thì có rất nhiều tác dụng khác nhau. Trong video này, Huyền sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta sử dụng kem bột bắp và nhiều kỹ thuật nhỏ khác để chúng ta gắn, chúng ta đổ và gắn những chiếc bánh nhiều tầng đồ sộ. Trước khi mà chúng ta đi vào thực hành từng loại bánh cụ thể, chúng ta sẽ đi tổng quan một lượt về những nguyên liệu và dụng cụ chung để chúng ta cần chuẩn bị cho khóa học này nhé. Các bạn lưu ý là chúng ta lưu ý một chút xíu, đó là đối với loại bánh rau câu 3D hay là 4D cũng đều có 3 phần chính. Phần thứ nhất đó là phần màu sắc để trang trí cho bánh. Phần thứ hai là phần đế để chúng ta tạo hình. Và phần thứ ba là phần nhân bánh. Phần nhân bánh này chiếm tỷ lệ quan trọng đến 50% của một chiếc bánh. Bởi vì là một chiếc bánh ngoài yếu tố đẹp và thơm còn cần phải yếu tố ngon nữa. Và cái đế của bánh chính là yếu tố quyết định là ngon hay không. Trong khóa học này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng sử dụng chủ yếu là hoa quả để tạo đế cho bánh. Các bạn lưu ý một chút. Ở đây mình sẽ chia sẻ với bạn là những nguyên liệu chung cho cả rau câu 3D và 4D thôi. Còn một chút xíu nữa khi chúng ta bước vào thực hành từng loại bánh cụ thể thì những loại bánh nào cần những nguyên liệu nào mình sẽ nói chi tiết. Đối với phần màu sắc thì trên thị trường hiện tại có 2 trường phái sử dụng màu sắc. Thứ nhất đó là trường phái sử dụng màu tự nhiên. Các màu sắc được chiết xuất hoàn toàn từ những cây cỏ, hoa, lá, củ tự nhiên. Còn trường phái thứ hai là trường phái sử dụng những màu thực phẩm, những màu nhân tạo. Ở trong video khóa học này, Huyền sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cả hai loại để chúng ta tạo được những chiếc bánh thật đẹp và tùy theo cái khả năng sử dụng màu, ứng dụng màu ở nơi mà bạn sống. Đối với màu nhân tạo thì chúng ta sẽ sử dụng những màu có nguồn gốc rõ ràng, được nhập khẩu một cách trực tiếp từ nước ngoài về. Chúng ta sẽ không, tuyệt đối không bao giờ sử dụng những màu trôi nổi ở ngoài thị trường, được chiết xuất ra từ những cái chai nhỏ hay là những cái can nhỏ nhé. Bởi vì những cái màu đó nguồn gốc không rõ ràng sẽ không tốt cho sức khỏe khi chúng ta sử dụng làm cái bánh này. Những màu mà mình hay sử dụng còn là hai hãng chính, đó là hãng Omeri và hãng Winton. Các bạn có thể mua rất dễ dàng ở những cửa hàng làm bánh. Màu mà chủ yếu Huyền Đào hay sử dụng và cũng hướng dẫn các bạn cũng được rất nhiều người yêu thích, đó là màu tự nhiên. Trong khóa học ngày hôm nay, đến 90% dung lượng khóa học Huyền sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng màu tự nhiên. Bởi vì màu tự nhiên cách làm và sử dụng hơi phức tạp hơn màu thực phẩm một chút xíu. Khi bạn đã nắm rõ cách sử dụng màu tự nhiên rồi thì màu thực phẩm được các bạn sẽ rất là dễ dàng. Trước mặt chúng ta là 11 màu tự nhiên. Màu đầu tiên là màu của lá nếp.
hay còn gọi là lá dứa. Màu này có mùi vị rất là thơm. Chúng ta có thể sử dụng để tạo hình màu xanh nhạt rất là đẹp. Thứ hai là màu tím từ củ khoai lang tím. Thứ ba là bột trà xanh. Bột trà xanh này các bạn lưu ý là bột trà xanh để làm bánh nhé. Bột trà xanh Đài Loan, chúng ta sẽ không sử dụng bột trà xanh của Việt Nam hay là bột trà xanh khác, bởi vì là không đảm bảo được màu xanh của màu xanh lá đẹp. Tiếp theo là bột cacao để chúng ta tạo màu nâu cho những tạo hình màu nâu giống như là thân cây hoặc là giỏ hoa. Trước mặt các bạn đây là màu đỏ. Màu đỏ này chính là từ men gạo đỏ. Và cách nấu của bột đỏ cũng hơi khác các loại bột khác một chút xíu. Màu hồng đặc trưng mà Huyền hay dùng nhất đó là màu từ quả thanh long đỏ. Chúng ta cắt lấy cái phần nước của quả thanh long đỏ bằng cách là đặt lên một chiếc dây, xoáy tròn ở trên chiếc dây và ở bên dưới hướng một cái bát, thì toàn bộ cái chất của nước thanh long đỏ sẽ chảy xuống dưới và chúng ta cắt vào ăn đá từ lạnh có thể dùng được trong thời gian từ 1 đến 2 tháng. Màu quan trọng nhất của bánh cả 3D và 4D đó là màu trắng. Màu trắng không chỉ tạo cho chúng ta một cái nền màu trắng rất là đẹp mà nó còn giúp trung hòa tất cả những màu sắc còn lại. Màu trắng này các bạn có thể sử dụng sữa tươi, bột cốt dừa, nước cốt dừa, kem rít béo hoặc sữa đặc. Tất cả những nguyên liệu có màu trắng trên thị trường các bạn đều sử dụng được. Nhưng mà nguyên liệu chính sử dụng vừa có mùi thơm, vừa có vị ngon và đạt được kết quả cao nhất đó là nước cốt dừa. Màu tự nhiên tiếp theo đó là màu từ hoa đậu biếc. Hoa đậu biếc này đã khô, chúng ta chỉ việc ngâm ra thì sẽ thu được một màu xanh nước biển rất đẹp. Màu vàng thì trong tự nhiên có hai màu chủ yếu được sử dụng, đó là màu của bí ngô và màu của hạt dành cảnh. Ngoài ra còn có màu của cà rốt và nghệ nữa. Nhưng màu bí ngô và hạt dành cảnh được sử dụng nhiều nhất bởi vì nó không có mùi, không có vị, chỉ tạo màu sắc thôi. Màu của bí ngô là ở dạng bột thì hơi nhạt hơn một chút xíu. Màu của hạt dành cảnh thì chúng ta sẽ phải qua một bước nữa để ngâm nở để chiết xuất ra. Tuy nhiên hơi phức tạp một chút nhưng màu sẽ đẹp hơn màu của bí ngô rất nhiều. Màu cuối cùng là một màu chúng ta cũng rất dễ tìm ở trong thiên nhiên, đó là màu đen. Màu đen này các bạn hoàn toàn có thể dùng cho hạt cây đen. Trên tay mình đây là bột cacao đen. Đó là tổng quan về 11 loại màu sắc chủ yếu trong thiên nhiên. Bây giờ Huyền sẽ hướng dẫn các bạn cách chiết những màu này ra dạng nước như thế nào để chúng ta ứng dụng trong